Đâu, coi thử coi. Là anh nhà phải có nóc là sao? Tại sao lại nhà phải có nóc? Tại sao lại nhà phải có nóc? Đây đó chỉ là nhà có nóc là tôi nghĩ là nói về một cặp đôi đang yêu nhau mà. Đợt đấy là định cướp ruby của Nosot hay sao và lại nói là nhà phải có nóc. Con người này cũng biết kiểu đứng núi này trông núi nọ đấy. Thôi toàn. Sau mình xem video này thì mình đã rút ra là con người này không kiểu trung tình như mình tưởng tượng. Yeah. Oh my god. Trước khi vào video của mình thì mình muốn giới thiệu với các bạn qua về shop bạc của mình nhé. Thì đây là shop bạc shopanhi.com. Các bạn nhớ vào đây để nhận quà hàng ngày. Nhận quà với khẩu M10145 tộc vào trợ thủ Wargreen mới này. Đó. Anhi tặng quà bạn sự kiện M10145 tộc. Mình nhận được 796 kim cương khi mà mình nhận quà đăng nhập của mình nhá. Các bạn nhớ vào đây để thử vận may nha. Và mình sẽ quay thử vòng quay hot. Bây giờ nó là M10145 tộc. Quay một lần thì giá vàng này các bạn nên quay nhiều lần nha. Ví dụ như quay 7 lần thì với giá có 100.000 đây này. Khá là rẻ đúng không? Thì tôi sẽ quay luôn nhá. Đây bên này có những cái bạn mà bạn ấy đã trúng thưởng và rút về này. Wow. Đó thì mình quay 7 lần thì mình trúng được 3.993 kim cương. Các bạn nhớ vào đây và thử vận may hàng ngày nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Anhi đây. Thì hôm qua mình vừa mới đăng cái clip là solo lộ mặt á. Thì mặc dù như là mình thua, tất nhiên là mình không thể nào mình thắng Nghiêm được rồi. Và Nghiêm đã phát hiện ra đó là mình giả giọng nam để mà chọn Nghiêm. Vì vậy là Nghiêm đã đồng ý gặp mình rồi các bạn à. Thì cũng vui tại vì sắp gặp mà Nghiêm á. Nhưng mà tại vì chỗ Nghiêm với chỗ mình khá là xa, thế nên là chắc cũng phải 1-2 tuần nữa thì mình mới có thể gặp Nghiêm được. Thì lúc đấy Nghiêm mới lên chỗ mình được á. Thì nếu như mà lúc đấy không có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ làm vlog gặp Nghiêm nha. Ok. Thì hôm nay có một thành viên nữa muốn chào các cậu, đó chính là con trai của mình. Chẳng lẽ sao tự nhiên lên trên đây cào ghế thế hả con? Chào các cô các chú đi. Hello. Con ở dưới đây. It's me. Hay là kiểu ở trên livestream mình hay đùa là mình có một đứa con trai, một đứa con gái ấy. Thì đây là con trai mình nha mọi người. Thì đằng sau này, con có bộ lông hình trái tim rất là đáng yêu đúng không? Chào nè, chào nè. Hôm nay thì mình sẽ làm clip là reaction lại một cái video mà có một bạn gửi cho mình. Một cái video khá là dễ thương. Không biết là dễ thương hay không vì mình để dành đến bây giờ mới xem ấy. Thì tại vì đến 1-2 tuần sau thì mình cũng mới gặp Nghiêm. Thế nên là mình tò mò vậy đó, tò mò về nhan sắc của bạn ý. Mình không để ý là người ta xinh xấu hay đẹp đâu. Mình chỉ quan trọng là không biết có trùng người yêu hay không. Thì bạn ấy đã gửi cho mình một cái vlog trên kênh của Nghiêm á. Bạn ấy đeo khẩu trang, có che khẩu trang, che nửa mặt đi rồi, nhưng vẫn còn lộ nửa cái mặt. Thế nên là mình nghĩ là hôm nay mình sẽ reaction lại cái video đấy để xem là sẽ như thế nào nhá. Để mình đoán trước xem là nhan sắc của con người này sẽ ra sao. Các bạn xem sau video này nha. Các bạn nhớ sub kênh cho mình một nút like, một lượt bình luận ở dưới mỗi video của mình nhá. Bây giờ chúng ta cùng vào video thôi nào. Let's go. Okay, let's go. Đây mọi người. Đây là con người này đây đúng không? Đây chính xác là bạn ấy gửi cho mình cái video này. À, sao nhỉ? Tóc hơi vàng. Chứ mình có bảo với người ta là mình không thích mấy cái bạn tóc màu vàng ý. Thế là bạn ý đã đi nhuộm một cái tóc màu xanh lè. Đã nhuộm cái tóc màu xanh lè. Bây giờ Nghiêm đang có tóc màu xanh nha. Nó là quen lâu rồi có khác. Mắt rất đẹp. Thì nếu mình nhận xét thì mắt bạn ý, mắt của Nghiêm rất là đẹp luôn. Đẹp hơn mắt của mình luôn. Mắt mình không đẹp. A few minutes later. Ha ha ha.
tao dân miền Tây tao lịch này. Cứ nhìn, để tao nói với cái máy tính tao cái. Tại sao lại nhắm nhau vào nhà vệ sinh? Quay xong video làm gì mà lại ném vào ngoài nhà? Tại sao? Quay xong video định làm gì con nhà người ta mà lại ném vào trong nhà vệ sinh nhỉ? Vãi cả đái thật. Ui, thật là con người hentai này. Buông ra. Oh my god, buông ra. Đó là máy, đó là giỡn mà. Ôi, tôi không ngờ cậu vậy ơ Nghiêm, với bạn thân mà cậu cũng thế mà. Cậu định thịt con nhà người ta trong nhà vệ sinh hả? What? Rồi sau đó cậu cảm giác như là à, đây là bạn thân của mình không thể thịt được, mình phải thả nó ra. Ủa? Mất hình tượng con Nghiêm ơi. Giọng vẫn rất là ấm, giọng nói chuyện rất là ấm. Nói chung là giọng Nghiêm thì trước nay vẫn thế. Mà mình cũng thích Nghiêm là từ khi và lần đầu tiên mình nghe giọng Nghiêm ở trên kênh của Ruby TV đó. Thì cái đợt đấy là mình đang lướt trên YouTube và mình gặp video của Ruby. Thì thực ra là lúc đấy mình cũng không kiểu để ý đến Nghiêm đâu. Nhưng mà giống như kiểu quá tam ba bận gặp nhau ba lần á. Mình lướt hai lần. Là một là trên video của Ruby, lần thứ hai cũng trên video của Ruby luôn. Và mình cảm giác là ông này cũng có một cái chất giọng rất là hay đấy, cực kỳ hay đấy. Thế là mình cũng đã để ý từ đợt đấy rồi. Đợt đấy mình không nhớ tên là gì đâu. Tại vì Ruby nó để cái gì và cái tiêu đề gì mà gặp Gil Fake gì đó. Thì mình không thấy giống giọng Gil. Nhưng mà kiểu chắc là mọi người thấy giống, mình thì không thấy giống. Sau đó rồi là cái video thứ hai thì mình cũng không nhớ là cái video đấy của Ruby là video gì với Nghiêm nữa. Video thứ ba thì đó là khi mà mình lướt kiểu YouTube ý, thì mình nhìn thấy Nghiêm đang livestream và mình nhấn vào xem livestream của Nghiêm, và từ đấy cho tôi bừng nắng hạ. Giống như kiểu cuộc đời của bọn mình là hai đường thẳng song song, vì cái chất giọng mà nó va đập vào nhau ấy. Thế là mình đã quyết định là nhắn tin trước cho Nghiêm vậy đó. Trời ơi, nghe chưa? Trời ơi, người ta cầm cái gì thế kia? Đây là tương lai của tôi sau này người ta cũng cầm cái chùy đấy xong rồi dọa tôi các thứ ạ. Chỗ sợ quá. Nào, coi thử coi. Nhà phải có nóc là sao? Tại sao lại nhà phải có nóc? Đây nó chỉ là nhà có nóc là tôi nghĩ là nói về một cặp đôi đang yêu nhau mà. Đợt đấy là định cướp Ruby của Nosot hay sao và lại nói là nhà phải có nóc. Con người này cũng biết kiểu đứng núi này trông núi nọ đấy. Thôi toàn. Sau mình xem video này thì mình đã rút ra là con người này không kiểu trung tình như mình tưởng tượng. Yeah. Oh my god. Con người này đúng là chính xác là đợt đấy định cướp Ruby ra khỏi tay của Nosot này, lại còn sỏ má nhau các thú. Liệu sao? Hay là Nghiên thích Ruby? Ô, còn gì nữa đâu mà không phải sống. Không, nhưng mà nếu mà Nghiên mà thích Ruby thì mình sẽ phá vỡ. Mình sẽ là người cứu rỗi cuộc tình này. Tại vì sao nhỉ? Tại vì Ruby thích nó sớm mà. Mình không thể để Nghiên kiểu chen vào cuộc tình của một người nào đấy được. Ôi, không sao Nghiên mà. Dù như thế mà tôi vẫn ghi nó nha. Con người này thật là sảm sỡ các thứ ấy. Gặp con gái ở đâu cũng kiểu sờ máu các thứ, sợ thật. Dâm dề. Bước chỗ khác. Đúng rồi Ruby, em phải làm như thế chứ. Đây là phòng ngủ của trời má. Cái gì đây? Trời, tại sao trong phòng ngủ có Nghĩa lại có đàn ông? Hóa ra tất cả chỉ là... Hóa ra sở mà Ruby chỉ là cho mọi người kiểu tưởng là thích con gái thôi. Còn thời gian giới tính của Nghiên thật sự là... Tôi đau khổ quá mà mọi người. Tôi lại gửi cho tôi xem cái video này. Oh my god, còn võng mông người ta nữa. Trời ơi, không tin được các Nghiên mà. Đây là
Đây là phòng editor, anh làm gì đó? Anh là chồng em. Anh là chồng em. Các bạn ơi. Uầy, gặp lấy em ơi. Khi nào mình kết hôn này? Ôi, còn kết hôn với nhau nữa. Ê, tôi là gì? Tôi là trà xanh hả? Mọi người có thế bảo còn nói yêu mình, thương mình, đòi gặp mình. Có người giả dối. Cái gì em đùa thế, anh mất liêm sỉ ghê thế. Khóc nè, các bạn nhìn thấy không? Nước mắt chảy rồi nè. Không có gì. Hai người này làm cái gì mà cái khăn giấy? Hả? Cái gì nó phải chảy ra và phải có khăn giấy để mà lau đi, trời ơi. Không thể tưởng được. Cái giấy của anh đang trong đó đấy. Đó không rồi được đó. Nha. À không có gì. Sao cái phòng này trống trơn thì có gì ăn không anh? Ăn hả? Đúng rồi. Ăn hả? Ăn hả do lại trở vị. Ăn anh đi, trời ơi, ăn anh đi. Em nghĩ sao khi anh làm món ăn? Ghê quá các bạn ơi. Gì cơ? Đây. Em kêu tôi ăn mà. Không ăn cũng được vậy. Ai à? Là bốt. Oh my god. Bài. Tôi đang xem. Tôi đang xem cái gì đây? Chỉ là kiểu muốn nhìn mặt nghiêng thôi mà các bạn cho mình xem cái gì đây? Sao lại bộ phim đam mỹ rung rung lắc lắc thế này? Trời ơi. Con này có đồ gì cửa bên bạn này? Đau khổ. Hả? Không có gì hết. Cái tủ này mở sao ta? Ôi các bạn ơi, cái gì đấy? Cái tủ này mở sao ta? Cái gì đây? Trời ơi, cái này là cái gì? Oh my god, đừng nói với mình đây. Không, các bạn này không. Mình xem nhiều cái đây trên Facebook rồi, chắc nó chỉ là cái khăn giấy thôi ha. Nó chỉ là cái khăn giấy thôi đúng không? Cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà. Cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà. Khóc. Không. Ôi trời ơi. Con người này lưỡng tính hay sao các bạn này lại còn xông vào nhà tắm của phụ nữ khi mà người ta đang tắm nữa. Tôi không ngờ luôn đấy. Sau khi mà xem cái video này thì mình suy xét về việc gặp người ta đó. Khổ. Lại còn chơi trò tắt đèn ngô tất tố đó kìa. Trời ơi. Đây là con người vô văn hóa, chính xác là người vô văn hóa luôn. Tại sao? Tại sao vào nhà người ta lại đi mở tủ lạnh nhà người ta ra như thế? Vô văn hóa hết mức. Mẹ em đi nước, tao mua tao uống. Mẹ em đi uống của tao. Cút. Cút. Trời ơi, lại còn kiểu hết kiểu lăng nhăng với cái con người trong phòng ngủ kia là một người đàn ông mông to. Thế bây giờ lại còn ra đây mà đút nước cho Zuvi nữa. Con người này lăng nhăng quá. Các bạn nghĩ tôi có nên yêu con người này không? Ai mà biết được. Tao đang chơi kìa. Đủ đi. Thấy đâu nha. Đổ 200 triệu bây giờ. Tôi phải xem cơm chó của hai anh chị nữa. Rồi tôi phải xem cơm chó của hai anh chị này. Các bạn hay lắm, các bạn gửi cho mình cái video này để mình biết được cái con người này thực ra đó là người như thế nào, để tôi quyết định là tôi có nên gặp người ta nữa hay không, đúng không? Tao cũng vừa hôn cái chỗ đấy xong. Thì tức rồi đó. Cái gì? Tao vừa làm gì cơ? Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Girl, it's more than I dare to think about. Ở cạnh một con người vừa kiểu dâm dê vừa đê tiện thế này lại còn vô duyên nữa. Hay. Gì? Wow. Nhìn thấy gì không mọi người? Anh mông to lúc nãy kìa. Gì đấy? Rồi chúng ta sẽ có
Một màn hentai không cha? Mày không nghe gì nha. Ok. Hề nữa chứ. Nhìn xong xoay đây tiện thật sự. Anh nhìn em nữa. Trần Duy Hưng gần đây không cầm 10 cây. Thật ra thì mình nói thế thôi, chứ những cái con người mà kiểu nói mồm như thế thì người ta không dám làm đâu mọi người. Chỉ nói to mồm thế thôi. Ở đâu 5 cây. Đi bộ thầm bao nhiêu phút? Tại sao không đi taxi? Taxi được mà. À thế à? 3 phút. Đi. Thôi. Nhanh lên đi. Đi nhớ quay lại nha. Đi. Thôi. Nhanh lên đi. Đi. Thấy chưa mọi người, thấy chưa? Điêu chưa? Kêu là đi ra Trần Duy Hưng xong cuối cùng lên phố đi bộ những con người lươn lẹo. Mình biết mà. Chỉ quay video vui cho các bạn xem thôi, chứ thực ra thì mình nghĩ là Nghiêm vẫn là một con người rất tốt. Mình tin như thế mà, mình tin lắm, nhìn mặt mình uy tín này mà. Chắc tin. Ruby nhìn dễ thương phết. Mình chưa ăn cái này bao giờ. Mình ở Hà Nội 4-5 năm nay rồi chưa ăn cái này bao giờ. Thích nhờ. Thích nhờ cái kem này, thích nhờ hôm nào phải lên phố đi bộ ăn mới được. Mặc đồ đôi luôn á hả? Không, không được suy xét những chuyện trong quá khứ. Không được suy xét những chuyện trong quá khứ. Đâu mà thông tin này. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Người ta chụp ảnh người ta như thế này mọi người ơi. Oh my god. Người ta chống nạnh, người ta ướt bụng. Cái tướng thủ chắc luôn. Miếng tranh Ruby đâu? Chắc là kiểu cái áo này giống kiểu của con gái ấy. Nhìn kiểu đẹp ấy. Muốn mặc ấy, đòi Ruby mua đấy. Chứ thực ra là không phải mặc đồ đôi với Ruby đâu. Mà kiểu thấy Ruby mặc đẹp quá đòi mua vậy đó. Tại nhìn giống đồ con gái mà. Nhìn nó thụ mà mọi người. Nhìn kiểu chống nạnh xong rồi ưỡn ngực ra như thế này là biết rồi. Còn gì nữa đâu, không còn nghi ngờ gì nữa. Thôi thì đấy. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Mình sẽ phải suy xét lại cái... giới tính của con người này, xem là suy xét xem là mình có nên tiếp tục với người này hay không. Chắc là các bạn cũng hiểu đúng không? Sau khi mà xem cái reaction của mình á, thì nó có khá là nhiều điều mình cần phải suy nghĩ. Cảm ơn các bạn xem hết video này nha. Các bạn nhớ subscribe kênh cho mình, một lượt like, một lượt bình luận ở dưới mỗi video của mình nhá. Và nhớ đón chờ những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.